Vatican News, tiếng nói của Đức Thánh Cha với thế giới. Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi tiếp kiến sáng thứ Tư ngày 22 tháng 5, Đức Thánh Cha đã kết thúc loạt bài giáo lý về kinh lạy Cha. Đức Thánh Cha nhắc rằng, cầu nguyện là đi vào tương quan mật thiết với Chúa Cha như Cha trên trời. Để gọi Chúa là Cha, chúng ta cần có sự can đảm. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các tín hữu hãy cầu nguyện với Chúa Thánh Thần. Hãy trở nên bé mọn để Chúa Thánh Thần đến và dạy chúng ta cầu nguyện theo ý Chúa Cha. Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhắc rằng, lời cầu nguyện của Kitô hữu phát sinh từ việc can đảm gọi Thiên Chúa là Cha. Đây là gốc rễ của việc cầu nguyện Kitô giáo, đó là gọi Chúa là Cha. Nhưng để làm được điều này, chúng ta cần có sự can đảm. Chúng ta không chú trọng nhiều đến công thức, nhưng đến sự gần gũi con cái mà chúng ta nhận được nhờ ân sủng. Chúa Giêsu là đấng mặc khải về Thiên Chúa Cha và người ban cho chúng ta sự thân thuộc với Người. Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy chúng ta, Chúa không để lại cho chúng ta một công thức để lặp lại như một cái máy, giống như bất cứ lời khẩu nguyện nào. Chính qua lời Chúa mà Chúa Thánh Thần dạy cho con cái của Chúa cầu nguyện với Cha của họ. Các lời cầu nguyện xuất phát từ môi miệng Chúa Giêsu được thuộc lại trong các sách tin mừng đều vang vọng trong lời kinh lạy Cha. Đức Thánh Cha giải thích, trong đêm ở vườn Gethsemane, Chúa Giêsu cầu nguyện thế này: Abba, Cha ơi, Cha có thể làm mọi sự. Xin hãy cất khỏi con chén này, nhưng đừng theo ý con, mà theo ý Cha. Chúng ta đã nhắc lại đoạn tin mừng Thánh Marco này rồi. Làm sao có thể nhận ra trong lời cầu nguyện này, dù ngắn gọn, dấu vết của kinh lạy Cha? Giữa bóng tối, Chúa Giêsu kêu cầu Chúa Cha bằng cách thưa, Abba, Cha ơi, với sự tin tưởng phó thác của người con, và dù cho đang cảm thấy sợ hãi và thống khổ, Chúa cầu nguyện, xin hãy theo ý Chúa Cha. Trong những đoạn tin mừng khác, Chúa Giêsu kiên trì nói với các môn đệ của Người để họ có thể nuôi dưỡng tinh thần cầu nguyện. Cầu nguyện phải kiên định và trên hết phải nhớ đến các anh chị em, đặc biệt là khi chúng ta đang có những tương quan không tốt đẹp, không vui vẻ hay khó khăn với họ. Chúa Giêsu nói, khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em đấng ngự trên trời cũng tha thứ cho anh em. Làm thế nào chúng ta có thể không nhận ra trong những lời này tiếng vang vọng của kinh lạy Cha? Có rất nhiều thí dụ về điều này. Trong các bản văn của Thánh Phaolô, chúng ta không gặp thấy kinh lạy Cha, nhưng có thể thấy trong sự tổng hợp kỳ diệu, nơi lời cầu xin của các Kitô hữu được đồng lại thành một từ duy nhất, Abba. Trong tin mừng theo Thánh Luca, Chúa Giêsu đáp ứng hoàn toàn lời yêu cầu của các môn đệ khi họ nhìn thấy Người thường ẩn đi và đắm chìm trong cầu nguyện. Một ngày kia họ xin Người, thưa Thầy, xin dạy cho chúng con cầu nguyện như ông Gioan Tẩy Giả đã dạy cho các môn đệ của ông. Và khi đó, vị tôn sư đã dạy cho họ cầu nguyện với Chúa Cha. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc đến vai trò của Chúa Thánh Thần trong lời cầu nguyện của Kitô hữu. Đức Thánh Cha nói, xem xét toàn bộ Tân Ước, chúng ta thấy rõ rằng nhân vật chính trong mọi lời cầu nguyện của Kitô hữu chính là Chúa Thánh Thần. Chúng ta đừng quên điều này. Chúng ta không bao giờ có thể cầu nguyện nếu không có sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Chính Người cầu nguyện trong chúng ta và hướng dẫn chúng ta cầu nguyện sốt sắng. Chúng ta có thể cầu nguyện với Người để Người dạy chúng ta cầu nguyện. Người ban thần khí trong trái tim của mỗi người chúng ta để chúng ta trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta có khả năng cầu nguyện như người con của Chúa. Chúng ta thật sự là con Chúa nhờ bí tích rửa tội. Chúa Thánh Thần giúp chúng ta cầu nguyện theo luống cày mà Chúa Giêsu đã đào bới cho chúng ta. Đây là mầu nhiệm của việc cầu nguyện của Kitô hữu. Nhờ ân sủng, chúng ta được thu hút vào trong cuộc đối thoại yêu thương của Chúa Ba Ngôi. Chúa Giêsu cầu nguyện như thế. Đôi lần, Người dùng những thành ngữ chắc chắn là rất khác với kinh lạy Cha. Chúng ta hãy nghĩ đến những lời đầu Thánh Vịnh 22 mà Chúa Giêsu đã cầu nguyện trên Thánh Giá. Ôi Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, tại sao Chúa bỏ con? Chúa Cha trên trời có thể bỏ rơi con của Người sao? Chắc chắn là không. Nhưng chính tình yêu dành cho chúng ta, những kẻ tội lỗi, đã đưa Chúa Giêsu đến tận cùng đó. Cho đến cảm giác sự bỏ rơi của Chúa Cha, sự xa cách của Chúa Cha, bởi vì Người mang lấy trên thân mình tất cả tội lỗi của chúng ta.
Nhưng cũng trong tiếng kêu thống khổ đó, người vẫn kêu, ôi Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Trong từ của con đó, có tâm điểm của mối quan hệ với Chúa Cha, có hạt nhân của đức tin và cầu nguyện. Chính bởi vì từ hạt nhân này, Kitô hữu có thể cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh. Kitô hữu có thể dùng mọi lời cầu nguyện trong Kinh Thánh, đặc biệt là của Thánh Vịnh. Nhưng họ cũng có thể cầu nguyện bằng nhiều lời khác, xuất phát từ trái tim con người trong hàng thiên niên kỷ của lịch sử. Và chúng ta đừng bao giờ thôi nói với Chúa Cha về các anh chị em trong gia đình nhân loại, để không có ai trong họ, đặc biệt là những người nghèo, thiếu sự an ủi và yêu thương. Vào cuối buổi tiếp kiến này, chúng ta có thể lặp lại lời của Chúa Giêsu. Lạy Cha là Chúa Tể Trời Đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Để cầu nguyện, chúng ta phải trở nên bé mọn để Chúa Thánh Thần đến ở trong chúng ta và chính người hướng dẫn chúng ta cầu nguyện. Grazie. Kết thúc bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu hiện diện tại quảng trường thuộc các nhóm ngôn ngữ khác nhau. Trước hết, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Ý và nhắc họ rằng, dù ở trong hoàn cảnh vui hay buồn, Chúa Thánh Thần có thể giúp chúng ta đi vào tâm tình cầu nguyện của Chúa Giêsu và với người, nhờ người và trong người, như những người con tràn đầy tin tưởng, cầu nguyện bằng kinh lạy Cha. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Anh, tiếng Đức. Ngài mời họ cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn và củng cố trong mối quan hệ với Cha trên trời bằng cách trung thành theo bước con Thiên Chúa là Chúa Giêsu. Trong lời chào dành cho các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha khuyến khích tất cả mọi người cầu xin với Chúa ơn trở thành những người con cầu nguyện và hãy nhớ thưa với Chúa Cha về tất cả những anh chị em của chúng ta, đặc biệt là những người đang thiếu thốn nhất và bị bỏ rơi, để không ai bị thiếu sự an ủi và yêu thương. Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu nói tiếng Bồ Đào Nha và mời gọi họ trong tháng kính Đức Mẹ hãy cố gắng suy niệm sâu xa về gương mặt của Chúa Giêsu bằng việc đọc kinh Mân Côi để Chúa là tâm điểm của tư tưởng, hành động và cuộc sống của chúng ta. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập và khuyến khích họ hãy hướng về Chúa như người cha yêu thương và đến gặp chúng ta. Đừng mệt mỏi kêu cầu người là cha nhân lành đến để xoa dịu những vết thương của chúng ta và ban lại cho chúng ta niềm vui là con cái của người. Chào các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc họ rằng được linh hứng bởi Chúa Thánh Thần và khuyến khích bởi gương mẫu của Chúa Giêsu với lòng tín thác và thành kính của những người con. Chúng ta hãy cầu nguyện với Cha trên trời cho chúng ta, cho gia đình, cho giáo hội và cho nhân loại để ý muốn cứu độ của Chúa được thực hiện. Sau lời chào các tín hữu nói tiếng Ukraine, Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện cho các tín hữu Trung Quốc. Đức Thánh Cha nói, thứ Sáu ngày 24 tháng 5, chúng ta sẽ cử hành lễ Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, đặc biệt được tôn kính ở Trung Quốc, tại Đền Thánh Đức Mẹ Xà Sơn gần Thượng Hải. Trong dịp vui mừng này, xin cho phép tôi bày tỏ sự gần gũi và tình cảm đặc biệt với tất cả tín hữu Công giáo ở Trung Quốc, những tín hữu giữa thử thách và gian khổ hàng ngày vẫn tiếp tục tin tưởng, hy vọng và yêu thương. Anh chị em tín hữu Trung Quốc yêu quý, xin Mẹ của chúng ta ở trên trời giúp đỡ anh chị em làm chứng tá của bác ái và huynh đệ bằng cách luôn hiệp nhất trong sự hiệp thông với giáo hội hoàn vũ. Tôi cầu nguyện và chúc lành cho các anh chị em. Đức Thánh Cha đã mời gọi các tín hữu cùng đọc kinh kính mừng cầu nguyện cho các tín hữu Trung Quốc. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào các tín hữu hành hương nói tiếng Ý thuộc các dòng tu, hội đoàn, giáo xứ. Đức Thánh Cha đặc biệt chào các bạn trẻ, những người cao niên, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha nhắc rằng, Thánh Rita mà hôm nay phụng vụ kính nhớ là một người nữ, người vợ, người mẹ, quá phụ và đan sĩ trong thời của Ngài. Các phụ nữ ngày nay, theo gương thánh nữ, có thể bày tỏ cùng sự đam mê dành cho cuộc sống và đồng thời có khả năng có cùng tình yêu thương dành cho mọi người cách vô điều kiện như thánh nữ Rita. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Pater Noster,
Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc adusque in saecula. Aeterium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.